Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Hai nghệ sĩ có con tham gia lực lượng tuyến đầu chống COVID-19. Con gái Phi Nhung, con trai danh hài Tấn Beo đều tham gia lực lượng lòng cốt trong tuyến đầu chống dịch COVID-19. Con trai danh hài Tấn Beo. Trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ Tấn Beo vừa chia sẻ hình ảnh tiễn con trai lớn tham gia tuyến đầu chống dịch COVID-19. Con trai nghệ sĩ Tấn Beo là Phạm Tấn Lợi, sau 3 năm nhập ngũ tiếp tục được tuyển vào công tác tại quân khu 7. Anh cùng các đồng đội chuẩn bị hành trang lên đường hỗ trợ chống dịch COVID-19. Nghệ sĩ Tấn Beo chia sẻ, con trai ơi hãy lên đường vì nước vì dân chống dịch nhé con. Ba đã chuẩn bị hành trang cho con rồi nè, khi nào hoàn thành nghĩa vụ trở về nhà ba dẫn con đi ăn bò bít tết nhé con. Nghệ sĩ Tấn Beo chia sẻ thêm, Lợi cứng cỏi lắm, cao hơn cha rồi. Sang năm, em trai của Lợi là Phạm Tấn Lộc cũng nhập ngũ. Các con tôi đều muốn trở thành bộ đội và tham gia lực lượng vũ trang. Nghệ sĩ Tấn Beo chuẩn bị đồ dùng tiễn con lên đường. Tôi đã động viên con mình hãy vững tin, dũng cảm. Cháu xin tham gia bảo vệ các khu vực cách ly là việc làm tình nguyện để chia sẻ với cộng đồng, xã hội. Tấn Beo xúc động. Sau cậu anh cả, con trai thứ hai cũng sẽ nhập ngũ vào năm sau. Nam nghệ sĩ hài Tấn Beo luôn khuyến khích các con tham gia những hoạt động có ích cho cộng đồng, xã hội. Con gái Phi Nhung. Ca sĩ Phi Nhung cho biết, cô nhiều đêm không ngủ được khi con gái duy nhất làm y tá tại Mỹ, suốt tuần ở bệnh viện, cùng đồng nghiệp chăm sóc người bệnh, chống COVID-19. Phi Nhung và con gái ruột duy nhất. Chia sẻ về công việc của con gái với VN Express, Phi Nhung cho biết, con tôi ở với cậu tại Garden Grove, California, làm ở một bệnh viện lớn gần Los Angeles, cách nơi ở hơn 1 giờ đồng hồ đi xe hơi. Từ khi dịch xảy ra, con bé hầu như ở bệnh viện. Một tuần, Wendy có 2 ngày trực 24/24 tiếng và một buổi tối, chỉ được một ngày nghỉ vào chủ nhật mới có thể về nhà. Con bé là y tá điều dưỡng trong phòng mổ nhưng khi dịch bùng nổ, được điều động sang khu khám tổng quát và kiểm dịch. Hàng ngày, Wendy tiếp xúc với nguồn bệnh, nên tôi luôn sống trong nỗi sợ không may con bị lây nhiễm chéo. Con gái Phi Nhung trong khi làm nhiệm vụ. Ca sĩ Phi Nhung chia sẻ thêm, nhiều đêm tôi không ngủ vì nghe con kể ngày càng có nhiều người dương tính NCOV nhập viện. Biết tôi lo lắng, Wendy thường xuyên nhắn tin bảo tôi mọi việc đều ổn, dặn dò tôi bảo vệ sức khỏe cũng như các em nuôi ở Việt Nam. Con gái lo ngược lại cho tôi, khuyên tôi ăn nhiều rau, tốt nhất ăn chay, dặn rửa tay nhiều lần. Wendy từ nhỏ đã mạnh mẽ và tự lập nên tôi tin tưởng con sẽ biết cách bảo vệ bản thân. Dù vậy tôi liên tục nhắc nhở con cẩn thận. Tôi tự trấn an quen đây trẻ nên hệ miễn dịch và khả năng chống chịu với bệnh tật tốt hơn người cao tuổi. Nguồn báo Gia đình Việt Nam. Ha ha ha, 问什么的说呵。